Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Bình Lễ Vinh Đức Hoàng và tôi đã trở lại trên màn hình của các bạn là trận đấu giữa FC Real Toma và FC New Home thuộc trong phân khổ vòng ra. Chuyền nào Tùng ơi? Bóng cho Thái Quốc. Đưa bóng vào. Vẫn là Thái Quốc. Và bóng cho Thái Quốc. Đưa bóng vào. Vẫn là Thái Quốc. Và Real Toma phản công, phản công, sút vào. Rất tốt. Và xử lý phải nói là trên cả tuyệt vời của Văn Tùng. Phút thứ 23 và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Real Toma. Xuất binh dành cho FC New Home. Cả phối hợp vừa rồi, cầu thủ áo số 9 và số 2 bên FC New Home. Văn Kiều, Đình Tùng, Văn Long, Văn Tùng, Văn Long, xuống nào, Long ơi! À, bật bóng rất tự tin của thủ môn Văn Đức. Thế Quốc 1-1. Quốc ơi! Một bàn thắng phải nói là mang phong cách của Ronaldo của Thế Quốc. Rất Thế Quốc không được, vẫn là Thế Quốc vào nào. Quốc ơi, không được, còn bóng Real Toma vẫn luôn là một tinh thần bất diệt. Dù đang dẫn trước với tỷ số khá đậm, thế nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra rất tự tin và chắc chắn. Đình Tùng! Ăn mừng không còn gì là nỗi trội nữa. Vâng, đã có bàn thắng dành cho FC New Home. Vừa ghi bàn vừa rồi là cầu thủ mang áo số 18. Một bàn thắng được gọi như là một đứa con tinh thần. Có lẽ sau bàn thắng này tinh thần của các cầu thủ tốt. Vẫn là Văn Long, Văn Huy, bắn nào Quốc ơi! Ngày hôm nay
hợp với thời tiết. Và chuyền bóng dành cho Thế Quốc. Đã có bàn thắng dành cho FC New Hope. Tỷ số là 7-2 nhưng về Real Tomama. Sút xa. Rất tốt. Lần này pha sút xa của New Hope đã sút trúng đích. Tỷ số là 7-4 nghiêng về phía Real Tomama. Kết thúc trận đấu giữa hai đội FC New Hope và FC Real Tomama.